đại việt sử ký toàn thư trịnh tùng dẹp loạn ổn định đất nước lại nói trước khi bị bắt giết mạc mậu hợp sai con trưởng là toàn quyền coi việc nước tiếm đặt niên hiệu là vũ an nhưng lòng người không phục lại về theo mạc kính chỉ mạc toàn bỏ trốn lại bị quan quân bắt được khi ấy mạc kính chỉ chiếm cứ huyện thanh lâm chia đặt nội ngoại tả hữu cắt cứ các huyện để chống lại quan quân tiết chế trịnh tùng sai bọn nguyễn thất lý bùi văn khuê trần bách niên nguyễn nga đem quân ấp tới mà kính chỉ đem quân đánh úp trên sông thấy lý không kịp đánh chết tại trận nguyễn nga bị thương ngã xuống thuyền quân lính cứu gấp thoát được bọn văn khuê bách niên đều tan vỡ tháo chạy quân lương khí giới đều mất về tay giặc từ đây hải dương Kinh Bắc lại quy phụ Mạc Kính Trì. Ngày 27, tiết chế Trịnh Tùng sai bọn thái úy Hoàng Đình Ái, Thái Bảo Trịnh Đỗ, Trịnh Đồng, Trịnh Ninh đốc suất bộ binh và voi ngựa các dinh tiến đánh Mạc Kính Trì, đóng quân ở huyện Cẩm Giàng, đặt đồn ở dọc sông để chống cự. Lại sai thái úy Nguyễn Hữu Liêu tổng đốc thủy quân tiến đến huyện Thanh Lâm, cùng với đình ái trong ngoài dựa nhau để cứu viện quan quân ở cầm giàng. Mà kính chỉ đem hết quân chiếm giữ thanh lâm, lấy một dãy sông dài chia cách Nam Bắc, dàn quân liền suốt để chống đánh. Ngày thì răng cờ, đêm thì bắn súng. Trong khoảng hàng tháng, quân hai bên cầm cự nhau, không được lúc nào cởi giáp. Kính chỉ thúc quân đắp thêm hào lũy ở ven sông Thanh Lâm để giữ. Ngày 9 tháng riêng năm 1593 Trịnh Tùng đốc xuất đại quân qua sông Nhị sang phía đông. Ngày đêm đi gấp, thẳng lối thanh lâm mà tiến. Ngày 12, đóng dinh ở Cẩm Giàng. Đại hội các tướng bàn chia quân tiến theo cả hai đường thủy bộ. Vượt sông, đánh gấp. Sai thận nghĩa dinh phó đô tướng, hữu tướng. Thái úy vinh quận công Hoàng Đình Ái và tráng nghĩa dinh phó đô tướng, Thái úy Dương quận công Nguyễn Hữu Liêu thống lĩnh tướng sĩ các dinh cơ thủy bộ tiến đến huyện Thanh Lâm. Bấy giờ, quân của Mạc Kính chỉ không dưới sáu, bảy vạn người, đem hết ra giữ huyện Thanh Lâm, cách bờ nhờ sông làm thế hiểm cố, đóng dinh, đặt trại, dàn chống răng cờ. Nhưng quân ô hợp, chưa qua huấn luyện, tiết chế trịnh tùng truyền phát súng lệnh, thúc quân qua sông để đánh phía thượng lưu hoàng đình ái qua sông chỗ hạ lưu để đánh phía sau nguyễn hữu liêu đem thủy quân vây kín bốn mặt đón chặt lối chạy hôm ấy bốn phương tám mặt đều phát súng lệnh ba quân đua sức dồn đánh như cuốn chiếu đuổi dài kính chỉ và họ hàng trai gái đều trốn vào rừng núi quan quân đuổi đến các huyện đông triều trí linh dò bắt được bọn an sơn vương mặc kính thành Hoàng Lương Công Mạc Lý Hữu Quận Công Trần Việt, Bùi Chỉ, Tán Lý Nguyễn Nhân Chiêm, đều đem chém hết. Ngày 14, bắt được kính chỉ ở thôn Tân Manh, huyện Hoành Bổ, Sư Yên Quảng và bọn Mạc Kính Phu, Mạc Kính Thận, Mạc Kính Giản, Mạc Kính Tuần, Phù Nịnh Vương, Hoàng Lễ Công, Hùng Lượng Công, cả bọn Vũ An Vương Mạc Toàn, Cao Quận Công, tu vũ hầu, thu được vàng bạc, của báu và hai quả ấn đồng. Ngày 27, các tướng đưa bọn tông phái họ mạc bắt được nộp ở cửa dinh. Tiết chế trịnh tùng sai đem ra chém cả ở Thảo Tân. Sai người đem đầu mạc kính chỉ đến hành tại vạn lại ở Thanh Hoa dâng dưới cửa khuyết. Tháng 2, tiết chế trịnh tùng sai tướng hiệu tả hữu là bọn trà quận công Nguyễn Đình Luân liêm quận công lưu Trản đem tinh binh đánh dẹp các huyện lục ngạn an bắc bấy giờ bọn đầu sò đảng giặc là anh em tú cục tú tiết đem hơn một nghìn đồ đảng tới hàng tháng ba mạc ngọc liễn trốn lên phương bắc ngầm tìm người tông thất họ mạc tìm được người con của mạc kính điền là đôn hậu vương mạc kính cung ở châu văn lan lập làm người nối nghiệp họ mạc đặt niên hiệu là càn thống năm thứ nhất bấy giờ, nhiều người còn giữ hai lòng, chưa quy phục hết, nghe kính cung lập lên, liền rủ nhau theo về. Bấy giờ có mấy chục dư đảng của họ mặc phiến hoặc lòng người, tụ tập thành bọn, cướp bóc các châu huyện, chia nhau chiếm cứ các nơi. Từ sông Nhị trở lên Bắc, binh đào hết nơi này đến nơi khác, khói lửa không lúc nào ngớt, quần hùng ẩn náu, giặc cướp lăng loàn, Bọn lớn kết thành ba chục đảng, bọn nhỏ cũng không dưới mấy chục nhóm. Ngày 21, đảng Mạc ở các nơi đều giấy binh tiến ra sông Nhị, đến bến Bồ Đề, đốt phá cầu phao ở Bát Tràng. Thế là nhân dân các huyện ở hai xứ Hải Dương, Kinh Bắc đều dựng cờ hưởng ứng theo về nhà Mạc. Ngày 23, Tiết chế Trịnh Tùng sai các tướng chia quân qua sông đánh phá chém được hơn vài nghìn thủ cấp. Bọn đảng ngụy tan chạy, các châu huyện đều dẹp yên cả. Ngày 25, viên thổ quan ở Đại Đồng là Hòa Thắng Hầu Vũ Đức Cung đem hơn 3.000 quân bản bộ về kinh thú tội, quy phục triều đình. Dâng mười mâm vàng bạc châu báu, một pho tượng bằng bạc thay mình, hai bình hoa bạc, một lư hương bạc, một đôi hạc bằng bạc, ba mươi con ngựa tốt, đến cửa dinh lạy chào. Tiết chế Trịnh Tùng dâng biểu tâu thăng làm Bắc quân đô đốc phủ hữu đô đốc, Thái Bảo Hòa quận công, hiệu là An Bắc Dinh. Bấy giờ, Tiết chế Trịnh Tùng sai thợ xây dựng cung điện, làm hành tại ở phía tây nam thành Thăng Long, phía bắc cầu Dừa, tức là chỗ cầm đình trước, một tháng làm xong. Rồi sai các đại thần và các quan văn võ sắm bầy cờ xí, chỉnh đốn binh tượng để chuẩn bị đón thánh giá. Lúc ấy, vua từ hành tại vạn lại, tháng 3 thì khởi hành, qua thành Tây Đô, tiến thẳng theo đường Quảng Bình ra Thiên Quan, qua các huyện Mỹ Lương, Trương Đức, đi một tháng đến huyện Thanh Oai thì đóng quân. Tiết chế trịnh tùng đem các quan văn võ đến huyện Thanh Oai đón rước thánh giá, cử nhã nhạc cùng đi về kinh. Tháng 4, ngày 16, vua lên chính điện, nhận lễ chầu mừng của trăm quan. Đại xá thiên hạ. Tháng 5, Thái phó đoan quân công Nguyễn Hoàng từ thuận hóa đích thân đem tướng sĩ, voi ngựa, thuyền ghe về kinh lệ trào. Đem sổ sách về bình lương, tiền, lụa, vàng bạc, châu báu, kho tàng của hai chấn thuận hóa và Quảng Nam dâng nộp tiết chế trịnh tùng dâng biểu tâu cho hoàng làm trung quân đô đốc phủ tả đô đốc trương phủ sử thái úy đoan quốc công sai tổng đốc tướng sĩ bản dinh và thống lĩnh 300 chiếc thuyền lớn nhỏ của thủy quân các xứ nam đạo đi đánh giặc biển ở các xứ sơn nam và hải dương đến đây sai nguyễn hoàng thống lĩnh các dinh thủy binh đi đánh khi đến nơi hoàng sai lấy hỏa khí và súng lớn bắn đồng loạt phá tan lũy mạc quan quân thừa thắng đuổi theo chém đến hàng vạn tên bắt sống tướng mạc đem chém cao phủ tiên hưng kiến xương bình được cả sau bọn trắng vương mặc kính trương thái quốc công hoa quốc công nghiên quốc công cẩm quốc công cường quốc công đông quốc công đều chiếm giữ vùng hải dương tiết chế trịnh tùng lại sai nguyễn hoàng đem quân đi tiểu trừ thu bắt Hoàng đánh phá dẹp yên được hết, bắt sống rất nhiều tướng, chém được quân Mạc nhiều không kể xiết. Tráng vương Mạc Kính Trương và Thái Quốc Công chạy vào Yên Quảng. Hai sứ Hải Dương, Sơn Nam cũng dẹp yên dần. Bấy giờ, con của Mạc Ngọc Liễn là quận lập và bọn Sơn Đông Hầu, Phủ Cao Hầu trước đã quy thuận. Đến đây Sơn Đông và Phủ Cao lại mưu phản trốn đi. Quận lập bị giết, tháng riêng năm 1594, Mạc Ngọc Liễn đem mặc kính cung đến chiếm cứ huyện An Bắc. Tiết chế trịnh tùng sai hữu tướng Hoàng Đình Ái đem quân đi đánh. Tháng 2, Đình Ái đốc quân đánh phá huyện An Bắc, bắt sống vạn ninh vương, nghiêm quốc công và dư đảng, đều chém hết. Ngọc Liễn chạy sang phủ tư minh xương thần với nhà minh sau đình ái đem quân về đến huyện Yên Dũng bắt được nở phúc quốc công rồi về. Ngày 11, Mạc Kính Cung lấy Mạc Ngọc Liễn làm thái phó đem quân chiếm giữ núi Yên Tử, đánh cướp huyện Vĩnh Lại, đi đến đâu nhiều người theo về. Tiết chế trịnh tùng sai Nguyễn Hoàng đem thủy quân tiến thẳng đến Hải Dương đánh tàn. Ngọc Liễn chạy về huyện An Bác, sau chiếm giữ Châu Vạn Ninh, mà kính cung trốn sang ở Long Châu của nhà Minh, đến đây đem người Long Châu về cướp các châu ở Lạng Sơn. Tiết chế Trịnh Tùng sai quân họp với quân Ba Ti Lạng Sơn đánh đuổi. Đảng Ngụy chạy về Long Châu. Tháng 6, người xã Vũ Lâm, huyện Tiên Minh là Vũ Đăng Giấy Binh chiếm giữ huyện Siêu Loại, tụ tập bè đảng, tự xưng là La Bình năm thứ nhất. Tiết chế Trịnh Tùng bắt được đem chém tháng 7, ngày mùng 2, Phỏ Mã Đô Úy Thái Phó Đà Quốc Công Mạc Ngọc Liễn đem quân chiếm giữ Châu Vạn Ninh, bị ốm chết. Còn là bọn Phỏ Mã Sơn Đông chạy sang Long Châu Phụ theo Mạc kính cung. Khi Ngọc Liễn sắp lâm chung, có di trúc để lại khuyên mặc kính cung rằng Này khí vận nhà mạc đã hết, họ lê lại phục hưng, đó là số trời dân ta là dân vô tội mà để phải mắc nạn binh đao. Sao lại nỡ thế? Bọn ta nên tránh ra ở nước khác, chứa nuôi uy sức, chịu khuất đợi thời, xem khi nào mệnh trời trở lại mới có thể làm được. Rất không nên lấy sức trọi sức. Hai con hổ tranh nhau tất có một con bị thương. Không được việc gì. Nếu thấy quân họ đến thì ta nên tránh. Chớ có đánh nhau. Nên cẩn thận mà giữ là hơn lại chớ nên mời người minh vào trong nước ta mà để dân ta phải lầm than đau khổ. Đó cũng là tội lớn không gì nặng bằng. Tháng 10, tiết chế trịnh tùng sai Thái úy Nguyễn Hoàng thống lĩnh thủy quân, Thái úy Nguyễn Hữu Liêu đốc xuất bộ binh. Hai đường tiến thẳng đến Đại Đồng, đánh phá dinh của Hòa quận công Vũ Đức Cung, chia quân đằng trước, đằng sau đánh ập lại. Đức Cung đem bọn con em chạy về Nghĩa Đô, hai tướng đem quân về. Thái úy Nguyễn Hữu Liêu tung kỳ binh đánh trại của bọn Xuân Sơn Hầu vào Văn Quốc Công, phá được. Tháng 12, tên Ngụy Vũ Đức Cung ở Đại Đồng sai người dân nộp vàng bạc của báu và ngựa, về kinh vào chầu, thú tội xin tha. Vua y cho, lập phủ Thái Vương ở phường Phúc Lâm, sai rời hành tại đến bên tả cửa nam của thành Bấy giờ, các huyện ở Thái Nguyên vẫn bị bọn Uy Vương Mạc Kính dụng chiếm giữ, Lạng Sơn vẫn bị bọn Mạc Kính cung Mạc Kính khoan chiếm giữ, những nơi chúng chiếm bị cướp bóc, nhân dân địa phương quá nửa không được về làm ruộng, đồng ruộng bị bỏ hoang. Tháng Giêng năm 1595, bấy giờ vua bị bệnh phong không coi chầu được, xuống chiếu miễn chầu cùng các lễ yết, lễ giao tự tiết chế trịnh tùng cho đóng xe hai bánh trang sức bằng ngọc ngà trên xe làm mui sơn hai bên xe khắc lan can bằng ngà bốn vách sơn then thép vàng lại làm thang nhỏ để lên xe trước xe đặt một đòn ngang sai bốn lực sĩ đẩy kiểu xe này do thái úy nguyễn hoàng sáng chế bấy giờ người ở đầu nguồn xứ Thanh Hoa là Thái Phó Ngụy Cương Quốc Công nổi quân chiếm giữ miền trên huyện Quỳnh Lưu, xứ Nghệ An, cướp bóc cư dân. Quân chấn thủ Thanh Hoa là bọn Hà Thọ Lộc, Trịnh Văn Hải gọi quân đi đánh phá được, bắt được đồ đảng của giặc, đều giết hết. Lại thêm bề tôi cũ của họ Mạc là Hàn Lâm học sĩ Nguyễn Thị Dự người huyện Đông Ngàn, tự xưng là Thái Bảo Lễ Quận Công tiếm đặt hiệu cho con là Thuận Trị Vương, giấy quân chiếm giữ huyện Lục Ngạn, đón chặn đường hiểm yếu ở Lạng Sơn giết viên tổng binh bản xứ là Lang Quận Công. Tháng 11, tiết chế Trịnh Tùng sai kế quận công Phan Ngạn đem các cơ thủy quân, 300 chiến thuyền và một con voi đến chấn giữ huyện Thanh Lâm Trấn Hải Dương. Trịnh Văn Trương giữ huyện Vĩnh Lại, Nguyễn Đình Luân giữ huyện Cẩm Giàng, Hải quận công giữ huyện Đường An. Vương Trần giữ huyện siêu loại. Tháng Giêng, Bính Thân, năm 1596, Tráng Vương Mạc Kính Trương rời ra đóng ở Yên Quảng, chiếm giữ xã Hương Lan Châu Vạn Ninh, sai tướng là lị quốc công người Vĩnh Lại. Thái quốc công người Gia Phúc, các con em dòng họ Mạc là bọn Mạc Vĩ. Mạc Lý đem 80 chiếc thuyền chiến lớn nhỏ đánh vào các huyện Tứ Kỳ, Vĩnh Lại, Bấy giờ phan ngạn ngựa chưa kịp đóng yên, quân chưa kịp mặc giáp, mà thuyền mạc đã đến cửa dinh. Quân lính đều luống cuống, cùng ra với phan ngạn để chống cự chỉ có 45 người thôi. Viên tướng người giao thủy là lễ quận công thấy thế giặc mạnh, tự liệu quân ít, sức không chống nổi, tự đem quân của thuyền mình lui trước. Phan ngạn cho là nhát sợ, chém chết giao cho mọi người biết thế là ai nấy đều liều chết cố đánh lại được một đội thuyền nhẹ ở tây chân sông đến tướng mạc ngờ có quân cứu viện đến liền tự tàn vỡ bỏ thuyền nhảy xuống sông trốn chạy phan ngạn bèn vẫy các thuyền lớn nhỏ của quân mình nhất tề xông lên kịch chiến ở giữa dòng chém tướng mạc đảng mạc đều tan về quê quán ngày mùng bốn ngạn bàn với các tướng rằng việc bình quý ở thần tốc. Ta lấy quân chiến thắng, thừa thế trẻ tre. Nếu một trận đánh hai lần thắng, thì đó là trời giúp cho ta thành công lớn, có thể so cùng các danh tướng đời xưa. Tôi mong các tướng sĩ nghe lệnh hãy đồng tâm hiệp lực để lập công danh. Tiểu trừ giặc ngụy thì công của bọn ta không gì to bằng. Hôm ấy, ngạn chọn các tráng sĩ, giả làm sắc áo và cờ của quân kính trương, Ngạn tự làm tiền đội, các thủy quân lục tục tiến theo. Đêm hôm ấy, Ngạn tự đi thuyền nhẹ, sông trước vào hai lần cửa. Người giữ cửa hỏi, trả lời rằng: Ta là binh thuyền của Hào quận công. Nhân thắng trận, bắt được tướng giặc là bọn kế quận công giải về trước dâng nộp vương ta. Do đấy, vào được các lớp cửa mà thẳng tiến. Ba ngày đêm thì đến xã Hương Lan, Châu Vạn Ninh khi sắp đến gần thuyền kính trương kính trương ngỡ là hào quận công thắng trận trở về liền ra đón ngạn thét ta là kế quận công đây bọn ngươi nên mau mau chịu trói để khỏi bị gươm đao kính trương nghe nói trở tay không kịp liền bỏ thuyền chạy lên bờ chạy đến giữa bãi cát thì bị quan quân bắt được cùng với vợ cả vợ lẽ hai mươi người chém bốn mươi tên đồ đảng Bấy giờ quân lính phần nhiều tranh nhau lấy của cải của, để dư đảng mạc tản mác chạy trốn được vào rừng núi. Quân ngạn đã thu được toàn thắng. Một lần đánh thắng hai trận liền, quân lính vui mừng, khải hoàn về kinh giải nộp. Mạc Kính Trương ở dưới cửa khuyết. Hôm ấy, tiết chế trịnh tùng ban thường chiến công, ban cho Phan Ngạn một bài vàng, 10 cân vàng ròng lại thường cho các tướng sĩ đã chấp hành mệnh lệnh 300 cân bạc, đặt yến tiệc lớn để khao thưởng. Bấy giờ bề tôi họ Mạc lắm quỷ kế, tố cáo với nhà Minh rằng quân nhà Lê chính là họ Trịnh tranh cường, giấy binh đánh giết bề tôi thần phục của thượng quốc cùng con cháu họ Mạc, thực không phải là quân trung hưng của con cháu nhà Lê. Vì thế, nhà Minh nhiều lần sai sứ qua cửa trấn Nam giao mang điệp văn sang nước ta hẹn đến cửa quan hội khám xem có thực là con cháu nhà Lê hay không. Tháng 2, ngày mồng năm, vua đích thân đốc xuất bọn hữu tướng Hoàng Đình Ái, Thái úy Nguyễn Hoàng, Nguyễn Hữu Liêu, Thái phó Trịnh Đỗ và các tướng sĩ, binh tướng gồm hơn một vạn đến cửa trấn Nam Giao hẹn ngày hội khám. Bấy giờ nhà Minh Dây dưa thoái thác, đòi lấy người vàng, ấn vàng theo lệ cũ không chịu đến khám, thành ra quá kỳ hạn. Mùa hạ, tháng 4, hạ lệnh cho phủ, huyện, tổng, xã các xứ trong nước, nơi nào phải chảy binh lửa, nhân dân siêu tán, thì cho về làm ăn, tha phù dịch ba năm. Nhưng quan địa phương phần nhiều nhũng nhiễu, hạ khóc bạo ngược, dân nhiều người vẫn phải siêu tán, chưa được an cư lạc nghiệp tháng 2, ngày 19 năm 1597, sai bọn quan hầu mệnh Đỗ Uông và Nguyễn Văn Giai lại lên cửa trấn Nam Giao thăm dò tin tức nhà Minh. Sai tướng Bắc Đạo Thuần Quận Công Trần Đức Huệ cùng với bọn hội Quận Công, hoành Quận Công đem quân hộ tống. Khi đến thành Lạng Sơn đóng dinh thì bọn Ngụy Phúc Vương và Cao Quốc Công đem quân đến đánh cướp, giết hội quận công tại trận. Bọn thuần quận công và hoành quận công đem quân chạy thoát khi trở về kinh đều bị tước binh quyền. Bỏ đỗ uông, Nguyễn Văn Giai và chiếm giữ vách núi được thoát. Tháng 3, nhà Minh lại sai viên quan ủy nhiệm là vương kiến lập tới nước ta đòi lễ cống và dục hội khám. Điệp văn tới kinh sư, triều đình nghị bàn việc khởi hành. Ngày 28, vua đích thân đốc xuất bọn hữu tướng Hoàng Đình Ái, Thái úy Nguyễn Hoàng, Nguyễn Hữu Liêu, Thái phó Trịnh Đỗ cùng bảy tám viên tả hữu đô đốc và năm vạn binh tướng đem theo cả viên quan ủy nhiệm của nhà Minh Vương kiến lập cùng đi lên cửa trấn Nam Giao ở Lạng Sơn. Tháng 4, ngày mồng 10, vua Trịnh đốn binh tượng qua cửa trấn Nam Giao cùng với quan nhà Minh là bọn tả Giang Tuần Đạo sát phó sứ Trần Đôn Lâm và quan các phủ Tư Minh, Thái Bình, các châu Long Châu, bằng tường tỉnh Quảng Tây cử hành hội khám. Trong lễ giao tiếp, hai bên đều vui vẻ mừng nhau. Từ đấy, hai nước Nam Bắc lại trao đổi với nhau. Sai công bộ tả Thị lang Phùng Khắc Khoan làm tránh sứ, Thái Thường Tự Khanh Nguyễn Nhâm Thiêm làm phó sứ sang tuế cống nhà Minh và cầu phong. Khắc Khoan đến Yên Kinh, vừa gặp tiết vạn thọ của vua Minh, dâng 30 bài thơ lệnh mừng anh Vũ Điện Đại học Sĩ Thiếu Bảo Kiêm Thái Tử Thái Bảo lại bộ thượng thư nhà Minh là trương vị đem tập thơ vạn thọ ấy dâng lên. Vua Minh cầm bút phê rằng, người hiện tại ở đâu mà không có. Chấm xem thơ, thấy hết lòng trung thành của Phùng Khắc Khoan, rất đáng khen ngợi. Liền sai đưa xuống khắc in để ban hành trong nước. Khi ấy, Sứ Triều Tiên là hình tạo tham phán Lý Toái Quang viết tựa cho tập thơ ngày 20, vua về kinh sư, xa giá đến yên thường. Tiết chế trịnh tùng thân hành rước lệ ở yên thường, đi theo ngự giá về cung. Vua ra coi chầu. Tiết chế trịnh tùng thân đem các đại thần và các quan văn võ làm lễ lệ mừng. Hạ lệnh duyệt tuyển binh lính. Chọn người khỏe mạnh bổ vào ngạch lính. Những người già yếu thì lựa thải ra nhưng xét duyệt đã được mấy năm mà chưa từng thấy thải người nào. Đến nỗi kẻ già yếu người người chết trong quân ngũ. Bấy giờ, các tướng địa phương ở Hải Dương là Thủy Quận Công người huyện Thủy Đường. Lễ Quận Công người huyện Nghi Dương đều đem quân làm phản. Bắt người cướp của ở các huyện xứ Hải Dương. Đánh úp giết chết tướng tuần thú là Hoa Kiều Hầu và quan huyện ấy. Lại có anh em Quỳnh Quận Công và Thủy Quận Công ở huyện Tân Minh tụ tập đồ đảng. Đi đến đâu cũng ức hiếp cướp bóc dân chúng, cùng liên kết với bọn thủy quận công. Lễ quận công, có đến vài nghìn quân. Nhân dân các huyện ở Hải Dương sợ chúng tàn ngược, đều phải tuân theo cả. Tháng 11, ngày 20, tiết chế trịnh tùng sai bọn đô đốc đồng chi hòa quận công Nguyễn Miện, Mỹ quận công Bùi Văn Khuê, kế quận công Phan Ngạn đem thủy quân gồm 50 chiếc thuyền ra Hải Dương đánh phá đảng ngụy khởi anh ngay hôm ấy. Nguyễn Miện một mình tự kiêu khinh địch, tự cho là bọn giặc tàn chẳng đáng lo, không bàn bạc với các tướng. Tự mình đem bốn chiếc binh thuyền bản bộ, khinh xuất sông thẳng vào trong trận, đến chỗ giặc mai phục, gặp thuyền giặc. Hào quận công sai bắn súng lớn vào giặc. Lễ quận công bị trúng đạn chết ở trong thuyền giặc ở trong thuyền mặc áo của lễ quận công thúc quân đánh bừa lại đâm chết hào quận công tại trận quân hai bên đánh giết lẫn nhau quan quân bị chết cũng đến hơn tám mươi người quân lính đều chạy gặp quân của bùi văn khuê tiếp đến quân giặc bỏ thuyền lên bờ chạy tan văn khuê lấy được thủ cấp của nguyễn miện rồi về sau văn khuê lại đem quân lùng tìm lấy được đầu của lễ quận công đem về kinh dâng nộp sai đem biêu ba ngày. Tiết chế trịnh tùng xét thưởng cho văn khuê 10 cân vàng, thăng chức thiếu bảo. Ngày 16 tháng riêng, năm 1598, bàn bố báo cáo đại xá thiên hạ. Hết thảy bọn trộm cướp, tù trốn đều được ân xá, thuế khóa bỏ thiếu lâu năm đều được tha miễn tiết chế trịnh tùng lại sai thái úy nguyễn hoàng đem thủy quân đi đánh dẹp xứ hải dương đánh phá cha con và bè lũ thủy quận công thủy quận công chạy vào huyện thủy đường chiếm giữ lũng núi quan quân trở về thủy quận công sai bọn bè đảng là quận thụy quận quỳnh xâm lược các huyện thanh lâm thanh hà duyệt lấy đinh tráng nơi đó biên chế vào đội ngũ làm lính dân nhiều người trốn chạy tiết chế Trịnh Tùng sai hữu tướng Hoàng Đình Ái thống lĩnh các quân bộ và bọn Thái Bảo Trịnh Ninh ra đánh dẹp huyện Đông Triều rồi tiến quân đánh miền Bắc huyện Thủy Đường. Lại sai Thái úy Nguyễn Hoàng thống lĩnh Thủy quân cùng bọn Thiếu Bảo Bùi Văn Khuê ra đánh dẹp xứ Hải Dương rồi tiến quân đánh vào phía nam huyện Thủy Đường. Lại chia sai bọn Trấn Quận Công, Hải Quận Công, Kế Quận Công. Tráng quận công đem các cơ nội thủy đi kinh lực các huyện Thanh Lâm, Thanh Hà ra huyện Kim Thành để chặn phía trên huyện Thủy Đường. Hôm ấy cả ba đạo cùng lên đường một lúc. Nguyễn Hoàng sai tướng sĩ bản Dinh xông trước vào phá lũng núi huyện Thủy Đường. Quân lính tranh nhau lên trước, bắt được Thủy quận Công Ngụy, đảng giặc tan vỡ. Quân các đạo tiến lên, thu bắt thuyền ghe của giặc. Bọn Quỳnh, Thủy đem con em trốn ra, định chạy về huyện Tiên Minh. Đến nửa đường, gặp quân của Bùi Văn Khuê đánh tới. Quân hai bên hỗn chiến trên sông. Từ giờ thìn đến giờ thân, quân giặc sức kém tan vỡ tháo chạy. Văn Khuê thúc quân thừa thắng đuổi đánh, bắt được Thụy Ngụy ở trong thuyền, chém hơn trăm thủ cấp, Quỳnh Ngụy đem dư đảng chạy về Yên Quảng. Tháng này, hạ lệnh cho Bùi Văn Khuê đốc suất binh đinh hai huyện Tân Minh và An Dương sai đem quân đi chấn giữ để yên dân phương ấy. Tráng quận công Nguyễn Nga giữ huyện Thanh Lâm, Hoa Dương Hầu Vương Châu giữ huyện Gia Viễn. Con hùng lễ họ mạc là kính dụng họp đảng ở huyện An Bắc, xưng là uy vương. Sau bị thua luôn, thiếu ăn, bèn mưu dụ giết viên thổ quân là Phú Lương Hầu để cướp lấy đất đai và dân chúng. Phú Lương biết, mưu ấy không thành, mà kính dụng tự đem con em đến bức phú lương dùng mẹo đánh lừa sai vợ con ra đón hàng thú tội rằng đại vương quyền cao binh thế lớn những người theo hầu phục dịch lại gan dạ oai hùng chồng thiếp chỉ là một người nhà quê chưa từng thấy việc binh thế này bao giờ nghe tin quân của đại vương tới kinh hoàng sợ hãi sai thiếp đi thay xin đại vương đóng quân yên chạy ở ngoài cõi hạ lệnh nghiêm cấm chỉnh đốn binh sĩ cố thủ dinh trại phòng giữ cẩn thận quân của triều đình có đến thì chống lại rồi sau đại vương tự chọn lấy tay chân thân cận chẳng qua độ mười người theo thiếp vào nhà đến nơi thì thiếp lập tức dẫn chồng vào lệ trào rồi sẽ dâng nộp đất đai và dân chúng uy vương nghe nói mừng lắm lập tức chọn lấy 40 người chân tay và con em thân cận tự vào trong thôn nhà Phú Lương Hầu. Phú Lương Hầu sai quân canh giữ, đóng kín các cửa ải, rồi từ trong nhà ra đón tiếp, lại quỳ trước mặt mà nói. Thần ở cõi xa xôi hẻo lánh, binh ít, lương đủ. Đại vương đến đây có thể tạm yên thân, nuôi quân, chứa sức, thừa thời đợi lúc, chiêu mộ châu huyện, Thu thập quân lính thì có thể phục hưng sự nghiệp trước kia. Này thần có một chỗ lũng núi đã xa lại sâu hiểm, đại vương chỉ nên đem vài người thân cận vào chiếm giữ chỗ núi sâu ấy. Thần sai người nhà cung cấp hầu hạ, còn các tướng hiệu tả hữu khác đều hãy tạm ở nhà thôn của thần để thần cấp dưỡng rồi sẽ tính việc sau này. Uy vương nghe xong tự đem bốn, năm người tay trên vào chiếm giữ chỗ lũng núi. Phú Lương Hầu lập tức giết hết 40 con em của Uy Vương, không cho tiết lộ để Uy Vương biết. Phú Lương Hầu mật sai người chạy báo ngay về kinh sư, xin quân cứu viện, bắt giải Uy Vương. Bấy giờ, tiết chế Trịnh Tùng sai bọn đô đốc Lâm quận công, Quảng quận công, Hoa Dương Hầu đem quân đến thôn nhà Phú Lương Hầu, quả nhiên bắt được Uy Vương đem về kinh sư. Sau xét công, thăng thường phú lương hầu chức tổng binh lại nói trước đây sứ thần là bọn phùng khắc khoan mang vật cống cùng người vàng thay thân mình trầm hương ngả voi đến yên kinh dâng biểu xin theo lễ cống vua minh xem biểu rất mừng lại xuống chiếu phong vua làm an nam đô thống sứ ti đô thống sứ quản hạt đất đai nhân dân nước nam và ban cho một quả ấn an nam đô thống sứ ti bằng bạc sai bọn phùng khắc khoan mang sắc thư về nước khắc khoan bèn dâng biểu rằng chủ của thần họ lê là dòng dõi của an nam quốc vương giận nghịch thần họ mặc tiếm ngôi cướp nước không chịu được mối thù ngàn năm mới nằm gai nếm mật lo thu phục lại cơ nghiệp của tổ tông để nối theo dấu cũ của tông tổ họ mặc kia vốn là bề tôi của họ lê nước an nam giết vua cướp nước thực là tội nhân của thượng quốc mà lại ngầm xin chức đô thống nay chủ của thần không có tội như họ mạc mà lại phải nhận chức như họ mạc là nghĩa thế nào xin bệ hạ xét cho vua minh cười nói chủ của người tuy không ví như họ mạc nhưng vì mới lấy lại được nước sợ lòng người chưa yên hãy cứ nhận đi sau sẽ ra phong tước vương cũng chưa muộn gì người hãy kính theo chớ có từ chối quan liền bái nhận ra về. Ngày 15, khác khoan về đến cửa chấn Nam Giao. Quan tả giang nhà Minh sai viên quan ủy nhiệm Vương Kiến Lập đem công văn đến Kinh Sư. Tiết chế trịnh tùng sai hữu tướng Hoàng Đình Ái và Thái Bảo Trịnh Ninh sửa soạn nghi vệ đón tiếp sứ Minh Vương Kiến Lập và bọn khắc khoan. Ngày 25, vua qua sông sang bến Bồ để bái lại chiếu thư đón sứ Minh về nội điện tiết chế trịnh tùng cùng với các đại thần văn võ vào nội điện triều yết khi tuyên đọc sắc thư xong thấy quả ấn ban cho nói là bằng bạc mà lại là đồng bèn cùng với văn võ đại thần bản gửi thư phúc đáp trách nhà minh do viên quan ủy nhiệm của nhà minh là vương kiến lập mang về nước đệ tâu vua minh thổ quan nhà minh nhận hối lộ của mạc kính cung lại đệ tâu vua minh cho kính cung được giữ đất thái nguyên và cao bằng tháng 2 năm 1599. Bấy giờ viên giám sinh người Chi Nê, huyện Trương Đức là Nguyễn Thị Thầm, Ngụy Xưng là Thượng Thư Lễ Quốc Công. Người làng Man Nhuế, huyện Thanh Lâm Ngụy Xưng là Thiếu Bảo An Quốc Công. Người Phúc Lộc Ngụy Xưng là Trung Quận Công, họp quân ở vùng Yên Lãng. Bình Quận Công trịnh tráng sai người đi bắt giải về Kinh Sư. Sai đem chém hết. Tháng 4 tấn phong đô tướng tiết chế các sứ thủy bộ chư dinh kiêm tổng nội ngoại bình chương quân quốc trọng sự tả tướng thái úy trường quốc công trịnh tùng làm đua nguyên suý tổng quốc chính thượng phụ bình an vương sai bọn tư thiện giám lê văn huệ chọn ngày làm lễ sách phong lời sách văn như sau vương giả dựng ngôi ban phúc giữ đạo công rộng lớn công bằng bề tôi giúp nước lập công phải hậu lễ tôn nghiêm cao quý chọn ngày tốt hợp, ban sách vẻ vang. Suy trung dực vận kiệt tiết tuyên lực công thần đô tướng tiết chế các sứ thủy bộ chư dinh kiêm tổng nội ngoại bình trương quân quốc trọng sự tả tướng Thái úy trường quốc công trịnh tùng. Uy vọng lớn như núi cao, bóng cả, đấng võ văn của nhà nước triều đình. Bảy mưu đặt kế yên xã tắc, công cao sáng tỏ giữa trời, giữ tín giảng hòa nước láng giềng, sách giỏi giữ êm ngàn cõi. Công đã ngất cao trong vũ trụ, vì phải đứng đầu khắp thần liêu. Đặc sai Thái Tể Vĩnh Quốc Công Hoàng Đình Ái đem sách vàng tấn phong làm đô nguyên suý Tổng Quốc Chính Thượng Phụ Bình An Vương. Lại ban ngọc tản làm vật báu lưu truyền. Lại cấp ruộng nương để rộng thêm phong ấp. Mong hãy thận trọng chức vị. Luôn luôn giữ phép triều đình. Sửa sang đức nhân đời đời hưởng ơn vua quý vương hãy kính theo bấy giờ vũ đức cung ở đại đồng làm phản tiếm xưng long bình vương sai tướng thủ hạ là bọn nhuệ quận công đem quân của châu đại man đánh các động núi ở châu bạch thông đất thái nguyên bức thu thuế mỏ bạc bấy giờ bình an vương sai bọn hải quận công quảng quận công phụng quận công đem quân tiến đánh lại sai tướng chấn thủ vệ nghĩa hầu Tống Thì Chiếu dẫn đường đi đánh phá giặc. Ngày 23, tháng 8, sao Thái Bạch phạm vào sao Thái Ất. Ngày 24, giờ xỉu, vua băng. Bấy giờ, Bình An Vương cùng với triều Thân bản là thái tử không thông minh mẫn tiệp, bèn lập con thứ là Duy Tân. Định ngày 27 tháng này lên ngôi ở hành tại. Đại xá, đổi niên hiệu. Ngày 25, bộ lễ ra bảng yết thị rằng: Đại hành hoàng đế Chầu trời, thần dân trong nước phải chiếu theo thứ bậc để tang mà tuân hành. Còn thượng phụ là bậc Huân vương và là trọng thần của xã tắc, không cùng ngang hàng với các quan, nên để tang 100 ngày. Các thần vương và các quan văn võ từ quận công trở lên mà dự ban trầu cùng các viên ở triều đường các viên coi một phương diện ở ngoài nên để tang ba năm. Quan võ từ tước hầu, bá để ngũ phẩm trở lên, nội gián ti từ lục phẩm trở xuống, văn dài từ thủ lĩnh các bộ, các tự, các phủ huyện và hiệu quan trở lên để tang một năm. Võ dài từ lục phẩm trở xuống, văn dài từ bát cửu phẩm có dự chiều yết để tang chín tháng. Các hộ sĩ, vệ sĩ, hiệu sĩ án lại hoa văn để tang năm tháng vợ các quan viên dự hàng mệnh phụ để tang một năm không dự hàng mệnh phụ để tang một trăm ngày đều cấm trang sức các ấm quan tụng quan được cất nhắc mà chưa có chỗ bổ và các quan tạp lưu để tang năm tháng xá nhân văn thuộc quan viên tử tôn tướng thần xã trưởng cùng thổ tù phụ đạo và người làng vua dân trong kinh kỳ đều để tang 100 ngày. Dân chúng các xứ trong nước để tang 27 ngày. Cấm hết âm nhạc và mặc dùng các thứ lụa màu, châu ngọc, vàng bạc. Con trai con gái lấy vợ lấy chồng thì con cái nhà quan viên hoãn 100 ngày. Thứ dân 27 ngày. Tháng 9, ngày 20, sai tướng sĩ rước linh cứu của đại hành hoàng đế về Sơn Lăng.